sợ. Trời ơi! Gì trời? Ngủ đây đang bị sản hay sao? Cái gì vậy ông Đậu? Ông trời để yên cho ông đi, ông kêu ổng hoài. Ông kêu ổng ngang, có ngày ổng kêu ngược lại ông à. Cái gì mà cái trời ơi hoài vậy? Trời, có cái mặt kìa trời ơi, như mất sổ gạo vậy. Sao người ta quýnh đề người ta trúng hoài, tại sao mình không trúng? Cũng tại ông. Tại tôi vậy? Quánh cái kiểu ông không bán nhà mới lạ. Bà đâu quánh đó. Tự nhiên đôi dép đang mang dưới chân dở lên. Số 10, quánh con 10. Mua chiếc xe số 320, quánh 320. Quánh vậy sao chúng? Có đứa bán nhà. Tôi nói ông nghe, quánh đề là vậy. Mình phải tâm linh, hiểu không? Cái chuyện nằm mơ hoặc là mình thấy cái gì á là một chuyện, nhưng mà cái bàn mới là cái quan trọng. Ví dụ đi, ông nằm mơ ông thấy con chó, ông quánh con chó là chất. Chứ quánh sao? Ông phải quánh thối thân của nó, quánh con cày. Cái đồ tào lao. Sao tào lao? Con cày với con chó giống nhau y hệt. Mắc mơ gì? Bậy, bởi vậy quánh tôi hoài là vậy. Bàn nói bàn cho tới. Con chó với con cày nó khác nhau. Khác cái gì? Con chó là nó còn lông, con cày vậy là không có lông, đúng không? Bởi vậy khi mình quýnh một một là không được, phải quýnh không một một, không có lông đó, hiểu không? Bàn là phải bàn vậy. Không biết bàn bởi vậy thua hoài là vậy. Thì ra là vậy. Hôm nay tôi thua là tại không quýnh thấu thân đó. Trời ơi! Ui da! Ui da! Trời đất ơi! Cái gì vậy? Trời đất ơi! Ông la tôi cắt phạm chảy máu rồi nè! Lấy bông băng! Lẹ! Phạt! Đừng đụng vô! Đừng! Ủa sao vậy? Ui da! Ui da! Đau! Trời ơi! Tôi đang đau! Ông làm cái gì? Ui da! Đau rồi! Ông cái gì? Ráng cố gắng! Chi? Thấu thần! Cái gì mà tôi thân gì? Nặng coi thử nó ra con gì? Ui da! Nặng ra số à? Tôi ráng từ đâu? Giữ ra số là được. Giữ đâu? Ra chưa? Ra số chưa? Chưa. Ra chưa? Nó phun ra rồi. Nó phun. Ra chưa? Ra con gì? Ra rồi. Nó phun quá. Phun ra rồi. Hình này là con gì? Con rồng. Con rồng. Phải con rồng không? Chính xác là con rồng. Quất con rồng liền. Đây nè, tôi nói cho bà nghe. Nhưng mà con rồng nó có nhiều con lắm. Đúng rồi, rồng bay hay rồng nằm? Đúng. Bây giờ mình phải nghiên cứu. Bởi vì tôi thuộc cái sớ của số hết rồi. Ví dụ như con cá trắng là 014481. Bây giờ mình phải tính. Tính đi. Cá trắng, ốc, ngỗng, công, trùng, cọp, heo, gà rừng, lươn, cá đen, sên, rắn, nhện, nai, bà giải, bào thiên ân, ông địa, thần tài, táo quân, con đỉ, bồ câu, con khỉ, ếch, ó, rồng bay, rồng nằm. Con này là con rồng bay. Rồi, quýnh rồng bay. Tôi quyết định quánh con cá chép. Lãnh gian gì ba? Quánh thấu thân đó mà. Tự nhiên bạn rồng vô quánh cá chép. Bà tầm bậy rồi. Bà đã nói quánh thấu thân là bà phải quánh con cá chép. Cá chép là tại sao? Cá chép nó quá lông, nó mới thành con rồng. Cá chép quá thân thành con rồng. Đúng. Bởi vậy thu hoài. Bàn mà bà không có tới. Không phải quánh con cá chép mà phải quánh ông táo. Không phải quánh ông táo cho mày. Con cá chép là cưỡi ông táo. Quánh 23. Ông táo đâu phải 23. Ông báo ông bà cho mày. 23 là đưa ông táo về trời. Mày quánh 23. Tôi dẹp. Tôi nói quánh con cá chép thôi. Không quánh ông táo. Ông táo 23. Sao ông đừng ngồi vậy? Sao kỳ con vậy? Kỳ cái gì? Ông bạn á, ông bạn hoài thua hoài đó. Bây giờ cho tôi bạn đi chứ. Cứ mỗi lần bạn đề là vợ chồng gây lộn à. Ừ chứ không gây cho được. Ông bạn riết mà bán nhà luôn đó. Bây giờ tôi nói vậy nè. Bây giờ quyết định là không quánh con cá chép, cũng không quánh cái ông táo luôn. Chú quánh gì? Bây giờ bà cứ để nguyên cái chân giày. Ừ. Đừng sức thuốc sức gì hết. Sao vậy? Để cho nó sưng lên. Chị. Xong bắt đầu mình vô trạm xá, mình quánh con mẹ y tá. Y tá có số luôn. Đeo cái bảng số quánh nó. Thằng mệt ông quá. Quánh cho nó thúi thân nó luôn. Hay thúi cái gì? Bây giờ đi đâu quá à? Ủa nè. Cái gì mà? Chị đen anh Đậu. Cô ủa gì mà mày sao vậy? Em đau bụng ơi. Đau bụng đi. Đẻ hả? Dạ. Trời đất ơi, trời đất qua đi ngồi ông ơi. Con mừng nó đẻ. Cô em. Trời đất ơi, ngồi đây. Giờ làm sao? Chứ chồng mày đâu?
chồng em đi làm chưa về. Ngồi đi. Sao đây? Đưa em đi đẻ giờ mình ơi, giúp em. Từ từ cưng ơi. Đừng nắm tao, tội nghiệp tao, tao có ăn giọng gì trong này đâu mà nắm tao. Đau hả? Dạ. Trời, sao chồng mày vô trách nhiệm như vậy? Khoan cưng. Ông. Trời ơi, cái vụ bầu bầu này á, bàn số linh lắm. Cái bầu số mấy quánh liền. Số má gì tính sao? Đưa em đi đẻ. Mày bao nhiêu tuổi? Dạ, em 30. 30, quýnh 30. Bầu mày trai hay gái? Dạ, con gái. 9-30. Ủa sao lại 9-30? Con gái là dưới 9-30. Đây nè, con gái là dưới 9, con trai là dưới 7. BD là dưới 8, ôm ôm 10. Con gái gì vậy vậy? Mày để ôm ôm hay là BD? Không, con gái chắc là dưới 9 rồi. 9, nhưng mà không có được. 9-30. Mẹ đi trước con là phải lên là 309. Đau quá. 9-30 mà cái gái. Đau. Mày đau kệ mày. Mày làm cái gì mà mày? Làm cái gì vậy? Dò. Dò ông nội mày, giờ này chưa được bông rượu mà dò. Em ơi, mày kéo tôi mà làm gì gấp cưng? Người ta bàn để tới giờ tao chưa gấp nè. Bây giờ sao tới giờ sửa rồi bây giờ? Mày đẻ mấy con? Một con. Mày đẻ một con mà mày la ông sùm. Ừ. Chiều nay nó số 2 đài. 36 con đó mà tao chưa lo được nữa. Bà không chính nha. 9-30. Tôi đã nói rồi là 309. Rạch ao. Đau quá. Kêu taxi đi, kêu taxi cho nó đi, cho nào đi. Trời đất ơi, chưa có số mà giờ. Lên xe bạn. Gọi gọi với mấy nhân đạo chút đó. Gọi. Từ đi. Alo. Dạ anh ơi, anh đến đón bà bầu đi đẻ. Ừ. Ừ. Trời đất ơi, thì bà bầu đó. Trời đất ơi, anh là tài xế taxi mà anh không biết bà bầu ở chỗ nào, là tài xế làm cái gì? Chỗ bà bầu đó đang đau bụng đó. Con đi em. Cái gì? Bà bầu cho bộ Pokemon hay chỗ nào nó cũng thả. Đi kỹ ra bà. Bây giờ anh đang chạy tới cái đường. Cái đường mà đằng trước có cục điện. Anh nhìn vô, nhà có cánh cửa. Ừ. Nhà nào không có cửa nữa đây. Trời ơi, đau quá. Tới đi. Số nhà 5/14/23 đường Ám Khí. Vậy đó. Đâu tới đi. Nhớ đơn giản vậy mà. Đi đưa nó ra. Đau quá. Chỉ nhà là biết tại sao mình thu đề đó. Thu tàn mạc luôn. Cái số nhà đâu mà 5/14/23. Bà mua ra. Đau quá. Tới đi. Đau quá. Nhớ bà không chính nhau. Lên xe là bàn. Bà không chính. Chính bà không mà. Không phải không. Nghe lời tôi đi, quánh 309. Bậy bạ, quánh 930. 309 mẹ phải đi trước con, chứ con đi trước mẹ là mất dạy. Nhưng mà cái vía là nó phải đi trước cái tuổi, sao bà khải quá. Nghe lời tôi 309. Thôi mệt bà quá, con tin bà hỏi con Mận đi. Ừ, tôi để hỏi đó đi, Mận bây giờ mày thấy. Ủa, Mận? Mận đâu? Chết bà, có khi nào người ta lấy nó chấm ớt luôn không? Tào lao, ơi Mận ơi, Mận, bắt tay dừng xe. Dừng xe đi. Mận ơi. Ủa, nó đâu? Dừng lại. Con Mận đâu? Hồi nãy ông đỡ lên xe mà. Bà đừng có lãng. Đàn bà mới đỡ, bà đẻ chứ tôi đỡ chi. Lúc đó cái lo cái bàn số, tôi tưởng là ông nhiều nó lên xe. Trời ơi, không có nó số đâu mà quanh. Bác Tài, làm ơn quay lui, chở con kia nó đẻ chứ không phải tụi tôi đẻ đâu. Ừ, lẹ. Nè ông, ta không chính nha. Cùng loài, 903. Ta không chính. 930. Ta không chính. 930. Ta không chính. Chạy lẹ đi. Chạy lẹ. Nè, bây giờ không chừng á nghe, nó đi siêu âm lộn con trai đó. Chết, con trai là chật lắm. Con trai là phải là 730. Tôi với bà phải canh ở bệnh viện, nó phọt ra một cái là đánh liền. Đó, cho nó đánh liền. Mua đồ cúng cho nó đẻ bữa nay, cho nó đẻ 3 bữa nữa là không có số quánh luôn đó. Đó, đi, bác Tài, đi. Tôi chạy được chưa? Xe của ông mà. Lẹ. Lẹ cái gì mà lẹ? Số bây giờ chưa có để quánh à. Không lo. Đi lo đi thăm bệnh là sao? Trời ơi, nghe tin con ông Sáu nó bệnh nặng lắm, bệnh viện trả về. Nè, mua trái cây qua thăm ta nè. Xong tốt quá hả? Số còn chưa có quánh mà tốt bất tử. Bởi vậy ông á, thiệt á, không biết gì hết trơn á. Người ta đồn á, cái người mà sắp chết đó, mình qua mình canh người ta chết á, là mình quánh linh lắm. Bởi vậy phải qua tìm hiểu thông tin. Hiểu vậy hả? Ừ. Trời ơi, bà thông minh thiệt. Ừ, giả bộ ngu nè, mới xài qua thăm nè. Để kêu ổng nè. Sao rồi? Chú Sáu ơi. Sao thì sao? Chú Sáu ơi. Dạ, tụi con, vợ chồng đầu đen. Dạ, chú Sáu. Dạ. Hai đứa bay qua chơi á hả? Dạ, chú Sáu. Vợ chồng con hay tin em nó bị bệnh nặng. Con khóc quá trời quá đất luôn. Con khóc sưng mắt luôn. Con mua chục xoài qua đây để tặng cho em với lão. Bây giờ con nghe nó bệnh đường ruột đó. Dạ. Cho nên mua đặng cho nó ăn.
Con quên xách canh nước mưa. Ăn xoài xanh uống nước mưa trị đường ruột tốt lắm chú. Trời quá, cảm ơn hai đứa bay nha. Ở xóm này không phải nói đó, vợ chồng bay á, vô duyên nhất cái xóm này á. Trời đất ơi, con tao bị đường ruột rồi, đứa thì mua xoài, đứa chuẩn bị đem nước mưa qua uống hả? Hả? Vô duyên. Về giùm cái đi. Chú Sáu, đó thấy chưa, cái tật vô duyên bị chửi rồi thấy không? Tôi nói không rồi, lúc tôi mua xoài sao không cản tôi? Đúng lý ra mình phải mua giấy tiền vàng bạc. Bà vô duyên, giấy tiền vàng bạc là cúng cua hồn. Còn cái này á là nó mới vừa đi. Đáng lý là phải mua nải cứu xanh hay là 20 bông quệ. Tình luôn, tự nhiên xài làm gì quên lấy đứa đó. Bây giờ nó chưa có số luôn, bây giờ sao gần tới giờ rồi. Bây giờ phải hỏi nó coi nó bao nhiêu tuổi chứ. Thì bây giờ ông hỏi đi. Đi vậy? Tình luôn á. Sao vậy? Trời đất ơi, hai vợ chồng bây chưa về nữa hả? Cái gì đây? Dạ thưa chú Sáu, vợ con nó hơi vô duyên. Thôi con đại diện nó, con xin lỗi chú. Dạ. Chú cho con hỏi. Rồi hỏi gì hỏi đi, lẹ đi rồi tao, nhà tao có việc nữa, không có rảnh mà đứng đây tiếp tụi bay đâu. Dạ. Năm nay em nó được nhiêu tuổi rồi chú? 27 tuổi. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú. Có rồi, có rồi. Vậy đó, có số đánh rồi. Quánh 57 đi. Ý mà không được không? Sao? Quánh đề là người ta quánh tụi tay hay tụi ta? Thì chết thằng quánh tụi ta chứ ai quánh tụi tay. Nhưng mà con ở 27 là tụi tay hay tụi ta? Ai biết rồi, mẹ mình chịu hỏi. Lỡ mà nó 27 tụi tay là đánh 57 là chật, mình phải đánh 58 mới đúng. Thế bây giờ hỏi đây, 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 thì có nhiêu đó cũng hỏi không xong nè. Thiệt tình luôn á, gần tới giờ. Chú Sáu ơi, chú Sáu. Chú Sáu ơi. Ai vậy, điện nước tôi đóng hết trơn hết trội ở trên rển rồi mày đánh. Trời đất ơi, hai vợ chồng bay cũng chưa chịu về nữa hả? Cái gì nữa đây? Dạ, dạ tụi con tính về rồi mà cho con hỏi một câu nữa thôi. Thì hỏi hỏi Phước đại đi. Dạ, em nó 27 tuổi là tuổi Tây hay tuổi ta vậy chú? 27 tuổi Tây, 28 tuổi ta. Lắng lỗ tai nghe chưa? Dạ nghe rồi. Dạ, dạ. À, chú. Cái gì nữa? À, nếu vậy á, là trên cái cáo phó chú, mình ghi là hưởng dương 28 tuổi hả chú? Ê, hai vợ chồng mày vô duyên giờ cái gì đây? Quốc 28, quốc 28. 28 là đúng rồi. Đúng rồi đó, 28. Ý mà không được ông ơi. Sao? 28 là trúng ít lắm. Đúng không? Là chúng tôi có 70 triệu à. Có làm được gì hết trơn á. Hai con thì trúng ít là đúng rồi. Phải quýnh xỉu chủ nó mới trúng nhiều. Quýnh ba con đi. Thì bây giờ vậy đi. Tôi thứ 8, quýnh 8, 28. Bà vô duyên. Bà rủ tôi đi nè. Phải quýnh 4, 28. Thôi đi. Quýnh cái tuổi của ông á, sắp bán nhà tới nơi rồi kìa. Không được. Quýnh không hay. Bây giờ mình qua đây mình phải quýnh theo cái số ở đây, hiểu không? Bây giờ để coi con ông chết ngày hôm nay. Hôm nay thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai. Quýnh 228. Ê, nhưng mà chưa chắc là có chết hay là không. Lỡ ngày mai nó chết sao? Đây. Chú Sáu ơi. Chú Sáu. Chú Sáu ơi. Cái gì? Dạ xin lỗi chú Sáu, vợ chồng con hơi đường đột, nhưng mà vì quá lo cho hàng xóm láng giềng. Dạ. Cho nên là mới qua hỏi thăm em á mà. Thôi giờ nói luôn lần một đi, gõ cửa kêu hoài à. Dạ chú nhắm là em nó có đi được ngày hôm nay không chú? Không ấy chú rút ống đi cho em đi cho nó nhẹ, đỡ đau đớn chú. Tôi rút ông rồi. Thôi đi về, đi về rút rồi. Vô duyên quá. Trời ơi sao vô duyên quá vậy? Cái chuyện rút ông con tôi là cái chuyện là gia đình tôi mắc mớ với hai chồng cái xỉ xỉa như vậy á. Tôi rút rồi được chưa? Tôi rút nước biển rồi được chưa? Mệt. Trời đất ơi, đi về đánh đi còn vô đây chi nữa. Im đi. Cái này á là ông vô nước biển cho con ổng. Ông rút là ông rút nước biển. Ủa vậy hả? Chứ nó đâu lại đi đâu, rút ông thở nó mới đi. Ngồi đây, ngồi đây chị. Ngồi đây, bắt đầu hai vợ chồng mình me. Me khi nào nghe chữ con ơi một cái là quốc liền. Giải cho nó đi sớm đi, giải cho nó đi sớm. Ôi, tôi sợ hết giờ đây chứ. Thì đó, bởi nó giải cho nó đi bữa nay nè. Mấy giờ rồi? Thôi coi đây. Trời ơi, 3 giờ mấy rồi, 4 giờ kém rồi. Giải chỉ cần 15 phút nữa nó đi. Chừng nào nghe con ơi là quanh. Đi sớm cho tao nhờ chút coi. Đi rồi, về quốc. Quánh, quánh liền. 228. 228, chơi.
mừng quá. Dạ, cảm ơn trời Phật ông bà đã độ cho con sức khỏe được hồi phục. Dạ, con cảm ơn nhiều lắm. Dạ, rút nước biển xong cái khỏe liền. Dạ, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chết. 35 lô rồi mà không trúng được một con nào hết. Bà nín đi, để nghe nè. Sau đây là sổ giải đặc biệt, mời các em ra quay số. Nổi điên không? Giờ này còn mời cái gì nữa? Lôi đầu nó ra quay. Không vô được lô nào rồi mời. Để im nghe. Quay đi. Giải đặc biệt với các vé tận cùng bằng số 0, 9, 5, 2, 2, 8, 8, 8. Xỉu chữ luôn rồi. 600 mấy chục triệu. Trời ơi, 600 mấy chục triệu. Trời ơi. Trời cứu. Mình xuống xác là đúng lúc mà. Trời ơi, 600 mấy chục triệu. Ông ơi, bây giờ giàu quá rồi. 600 mấy chục triệu làm gì bây giờ ông? 600 mấy chục triệu. Tôi có 600 mấy chục triệu. Trước tiên là tôi sẽ đi cưới con vợ khác. Đúng rồi, phải cưới. Cưới cái gì? Ông cưới được với tôi hả? Chú lộn. Bà yên tâm, từ trước tới giờ cả xóm này ai cũng nhìn gia đình mình bằng ánh mắt khinh thường. Đó. Họ nói là mình là gì đề đốm mà tán gia bại sản. Đêm nay thôi, chỉ cần đêm nay thôi, tôi cho mọi người thấy rằng gia đình thằng Đậu này chảnh cỡ nào. Lên đường. Bà con quá coi nhà Đậu đổi đời bà con ơi. Nghe cải lương mà đĩa giật như hip hop hả mày? Lên đường. Bà cũng đi tính ha. Đánh chữ A mà thành chữ C hả con? Tỉnh dân rồi luôn. Đầu máy hả con? Rối băng rối đĩa như nước bún. Cho em lên đường luôn. Bà con ơi, qua coi nhà vợ chồng Đậu bảnh không nè. Bà nội mày coi bao nhiêu lần không thấy cái hình toàn thấy chí mè phủ mè đen. Lên đường mày. Lên đường đây. Cái gì vậy? Đậu đi. Dạ. Tôi mới ăn rồi, tôi mới rảnh rồi, cứ gây lộn gây lão đập phá đồ đạc vậy hả? Không có chứ sao. Hả? Tụi con là đang tận hưởng sự hạnh phúc, đập đồ trong vui vẻ. Trời đất ơi, chú thấy đập đồ mà mặt rất hạnh phúc không? Đó. Hai đứa con rất mặt hạnh phúc chú. Sáng ngời. Coi lần đầu tiên tao thấy cặp vợ chồng mày đó đập đồ mà hạnh phúc là sao? Chú Sáu, hồi nào đến giờ bà con trong xóm này khi dễ vợ chồng con. Thấy vợ chồng con không ra gì. Đánh đề đâu thua đó. Bán nhà đổ nợ. Con nói cho Sáu nghe, con đã từng nói với bà con một câu: qua 4:30 chiều mới biết ai giàu hơn ai. Cái đồ này con xài được tự nhiên đập phá vậy. Bỏ, ngày mai sắm một vàng mới cho bà con nhìn lé mắt trời. Lên đời luôn. Ê, vợ chồng tụi bay đừng có nói là với tao là tụi bay trúng số độc đắc nha. Trời. Mấy vé? Trúng số độc đắc hả? Nằm mơ còn không thấy. Dễ gì. Vấn đề mau thấy. Trời đất ơi, vấn đề. Chứ sao, tụi con xuống xác luôn. Bao lô, bao xỉu chủ luôn. Trúng được 600 mấy chục triệu. Trời ơi trời. Lên đời luôn. Chút nữa đây, thằng Năm Lé sẽ đem tiền qua đây chung cho tụi con. Tụi con sẽ sắm tất cả đồ mới. Những cái này bỏ, ai cần cho. Trời đất ơi. Tụi bay quýnh đề ở cái thằng Năm Lé hả? Nó đó. Trời đất ơi, tôi chết rồi, trời ơi. Ủa sao? Vậy thôi, vậy tôi rủ nhau lên xã. Đi, lên xã. Ủa, chung tiền trên xã luôn hả chồng? Chung tiền đề mà bây giờ xã cho công khai chung ở trển luôn hả? Chắc xã làm chứng á. Tiền chung tiền đó, cái đầu tụi bay á. Trời đất, tụi bay ở nhà không hay gì hết trơn trời hả? Hay gì, chỉ biết là trúng số rồi đem tiền thới thôi hay. Trời đất ơi, cái thằng Năm Lé đó. Dạ? Là hồi chiều á, là bị công an xã bắt nó lên trên xã rồi. Ủa? Đó, cái tội nó là coi là tổ chức cờ bạc, quýnh đề này kia các thứ đó, tụi bay không hay vậy hả? Ôi chú ơi, không tù tụi con, làm gì có chuyện đó. Trời, tao vẫn chơi bay à. Trời đất ơi, không tin lên.
Sao vậy? Cái gì vậy? Vợ chồng con nó đứng hình luôn rồi chú ơi. Đậu 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 đậu, nó đứng hình luôn rồi giờ sao chú? Mày rút ống nó đi. Trời ơi, cái gì? Năm lẻ bị bắt tiền hả chú? Thì không lẽ tao gạt tụi bay? Tao mới trên công an xã về nè, nói với băng nhóm nó bị bắt giữ ở trên đó hết trơn, trời rồi. Trên nó rơi về 650 triệu của tụi con, ai chung? Ai chung? Lên trển tiền thằng năm lẻ nó để trên xã nó lên công an lấy. Đúng rồi, phải lên xã chồng ơi. Lên xã lấy tiền, lên xã lấy. Bà điên hả? Bà điên hả? Lên xã cho họ tấm đầu bà luôn hả? Giờ sao? Bao nhiêu ruộng đất của tôi, bao nhiêu xe cộ của tôi, bây giờ nó đổ vô đề. Trời ơi, trúng đề thì thằng chủ đề bị bắt. Má ơi, con giúp ông. Má ơi, con giúp ông. Má ơi, con giúp ông. Đau ơi, đau.